chào quý vị các bạn. Đến chiều nay, mưa dông quay trở lại Nam Bộ, mây bắt đầu phát triển tại miền Tây trước. Chỉ trong 3 tiếng đã ghi nhận có mưa to tại Kiên Giang và Tiền Giang. Lượng mưa đo được từ 27 cho đến 44mm. Đến chiều tối, vùng mưa lan sang cả miền Đông. Dự báo Nam Bộ sẽ còn mưa nhiều trong tối và chiều mai do các nguồn ẩm hoạt động mạnh. Mưa xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành, cục bộ có mưa to, tiềm ẩn dông sét, gió giật mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa cũng xảy ra ngắt quãng trong tối nay. Phải đến đêm mưa mới ngớt, bầu không khí dịu mát. Nhiệt độ hạ xuống thấp nhất là 25 độ. Sang ngày mai, trời Nam Bộ vẫn nhiều mây. Một số nơi có mưa ngay từ sáng nên không khí khá dễ chịu. Giữa trưa tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác như Vũng Tàu, Cần Thơ và Cà Mau đều không vượt quá 32 độ. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển quanh các quần đảo Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ Chu. Ra đến ngoài khơi hai quyển đảo Trường Sa và Hoàng Sa sẽ có mưa dông trong đêm nay và ngày mai, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm cho tàu thuyền.